Các bạn đầu tiên thì trước khi em nói xấu vợ thì em phải giới thiệu về bản thân đã. Vâng. Là xin giới thiệu với các bác là tên em là Bảo Thắng, cháu của Bảo Quốc, con của Bảo Trung, họ hàng với Bảo Yến, đồng chí với Thạch Bảo Khanh, đồng hành với anh Quang Minh, đồng tình với bạn Vân. Đấy, với tất cả người thân em xin chào các bác ạ. Và vỗ tay. Gia đình nhà em thì rất là tuyệt vời. Gia đình nhà em là tất tần tật kiếm ăn trên đường cao tốc. Cụ thể là mẹ thì ngày 4 lần giải đinh, bố đứng rình xem ai nổ xăm thì vá. Thế có người, nhiều người mang vạ ném đá vào giải đinh. Em nói thật lòng mình là các bác đừng có giải đinh, bởi vì nhà em chuyển sang nghề mới rồi. Nghề này nghe thì nó rất Tây, nhưng mà đọc ra nó lại là Hàn Quốc. Đấy. Ủa tâm bạn đây, đây, đây mình đọc này, hai bạn xem là nghề gì nhá. Chưa được chứ. Hả? Làm cái gì ạ? Chưa được chứ. Chưa được chứ. Này nó bị khó thế thì. Anh Minh anh biết cả tính tiếng Latin anh có dịch được. Đâu, đây là tiếng Hàn. Tiếng Hàn, chịu anh chịu rồi. Nhưng mà ngồi tại bàn nữa này là tiếng mình. Thế tóm lại nó là gì ạ? Chuyên gia thịt chó. Chuyên gia thịt chó. Chưa được chứ. Chưa được chứ. Chuyên gia thịt chó. Mẹ em thì bán bún đầu đê, bố thì hành nghề giết mổ. Con nào không đeo dọ nó gõ vào đầu. Con nào sủa gâu gâu là ông câu cho phát. Con nào mà nhút nhát là ông tát liên hồi. Mà con nào mà lôi thôi nó nhồi cục gạch. Con nào mà cắn nhí nhách nó xách tay liền. Mà con nào mà bị điên nó hút bay khỏi phiền em sợ nó cắn. Các bạn, em nói thật về vợ em ấy thì có rất nhiều chuyện. Nhưng mà có cái chuyện như này. Vào một buổi sáng trước khi em đi làm, em dặn bà vợ em bảo là: "Này bà nấu cho tôi món gì thật ngon, nhớ nhá." Thì tai bà nghẽn ngãng, mà tưởng là món gì thật ngon là cho vào buồng ngủ với con. Thì chờ mãi không thấy gì ăn, tìm vợ quanh nhà không thấy đâu. Úi giời, mò vào trong buồng thấy ngủ say ngáy khò khò. Mà ngáy được ở rừng này còn ngáy này còn đòi ăn hải sản cơ. Ngáy này. Hí. Đấy. Sản thế sao lại ông kia đòi ăn sò huyết à. Đòi ăn bái, đòi ăn sò huyết. Đấy, đây, đây này à. Cứ đấy là đòi ăn sò huyết à. Thế điên tiết mình kéo bà dậy. Thế khóc tu tu. Chưa đi làm thì vợ ở nhà có vẻ nguôi ngoai. Bớt giận đấy mà. Nấu cơm xong nhắn tin mời chồng về ăn cơm như này. Thì mọi người biết ấy, mình nhắn tin thì thường có thói quen là nhắn nhanh, đúng không? Nhắn nhanh thì nó không có dấu. Mà đã không có dấu thích dịch kiểu gì nó vẫn ra. Thế bà ngồi ngoài xong bà nấu cơm mà nhắn tin mà mời chồng ăn cơm này. Cái gì nhỉ? Có ăn cơm không còn chờ. Đấy. Chưa nguy hiểm. Thế nên nhưng mà không thì là... Thế xong rồi. Đấy, có ăn cơm không còn chờ, nó không có dấu thì mình mới dịch ra là có ăn cơm không còn chó. Tôi chết rồi. Kiểm tra lại ngay. Tôi chết rồi. Tôi vừa nhắn tin xong là tối có ăn cơm không còn chờ. Tôi chết rồi. Đấy. Nguy hiểm thế quá. Về mình mới mắng cho bà một trận. Bà khóc tu tu. Dạ. Đấy, sau đấy mới biết vợ mình bị oan. À. Đấy, hóa ra là có ăn cơm không còn chờ. Đấy. Nên nói về vợ thì có rất nhiều chuyện. Nhưng mà thôi đấy thì nói một chút về nói xấu vợ thôi. Thế nói xấu vợ cũng đáng yêu mà. Thực ra là đáng yêu mà. Hy vọng là các bạn nhắn bây giờ là hết sức là nguy hiểm. Nên là đề nghị là có dấu đầy đủ. Chứ còn không thì cực kỳ là nguy hiểm đấy. Mọi người mà dịch sai ra là thành ra là có khi là tai bay là vạ gió. Đấy. Vâng. Thực ra thì là cái phần vừa rồi tôi nghĩ rằng là nghệ sĩ chiến thắng chỉ đã bật mí cho ta một phần cái kịch bản của anh ấy thôi, chứ nó chưa phải là một phần trình diễn. Nó chỉ có thể là một cái gợi ý để có thể tạo nên được một câu chuyện thật là thú vị và thật là hài hước. Tôi nghĩ rằng là thôi thì với những cái điều kiện cho phép thì chúng ta có thể bởi vì là nghệ sĩ chiến thắng thì nói với tôi rằng là nếu như hôm nay mà diễn hài đây cũng khéo là khán giả không ăn trưa được. Với cả anh Thắng cũng biết là hôm nay thì có rất là nhiều bà vợ đang xem chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Thế nên là chỉ nói một tí thôi, còn khi nào mà ra bản hoàn chỉnh thì công chồng có thể xem riêng. Không, nhưng mà nói vui thôi để cho các bác ăn cơm cho nó gọi là vui vẻ, đúng không? Vâng, cơm lành canh ngọt. cơm lành canh ngọt. Nhưng mà qua đây thì cũng bật mí cho các bác một chút thôi. Vâng. Về cái chuyện riêng tư, đúng không? Vâng. Chuyện riêng tư thì ngày xưa ấy, đầu tiên là thích cái Ngân. Vâng, cái Ngân là cái nào? Ngân này thì đi tán mà. Vâng. Sau rồi lại thấy thân cái Ngân. Thế phát hiện em này bị đần lại chuyển phỏm dần dần sang thu.
Thế bố mình chửi mà sao mình ngu vào được không, tán tán thu được gì. Nhà nó ở tít Ba Vì, tán thì có tán nhưng không được gì đâu con. Mình quyết định yêu con bé Son ấy. Đi chơi hai buổi thì phát hiện nó có con mất rồi. Rồi tiếp theo là gì ạ? Thôi mình chỉ nói thế thôi. Thì nói thế thôi, không khán giả lại bảo thằng này yêu lăng nhăng chết.